Ăn thế nào cho đúng theo lời Phật dạy? Một câu chuyện trong sử tích Phật giáo kể rằng, khi Đức Phật còn tại thế, một hôm, Ngài A Nan hỏi Phật rằng: Bạch Phật, tại sao trước kia Phật cho các đệ tử ăn ngũ tịnh nhục, năm thứ thịt thanh tịnh, bao gồm thịt ăn mà không thấy người giết, thịt ăn mà mình không nghe thấy tiếng con vật bị giết, thịt ăn mà mình không nghĩ người ta giết cho mình, thịt con thú tự chết, thịt con thú khác ăn còn dư. Mà hiện nay, Ngài lại cấm tuyệt ăn thịt cá. Phật trả lời Ngài A Nan: Vì trình độ các ông trong buổi sơ còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp đại thừa, thực hành đúng lý đặng, nên khi ta còn nói pháp tiểu thừa, phương tiện cho các ông tạm dùng là ngũ tịnh nhục. Đến nay, trình độ các ông đã cao, lãnh thọ được giáo pháp đại thừa, nên ta cấm tuyệt ăn thịt cá. Còn ăn thứ ấy thì còn phạm giới sát sinh. Nếu không trực tiếp giết thì cũng gián tiếp giết, làm mất hạt giống từ bi bình đẳng, không thể nào tu hành thành Phật được. Bàn về ý nghĩa của câu chuyện này, có quan điểm cho rằng như vậy lời Phật dạy đã rõ ràng. Ăn chay, nói cách khác là không ăn thịt động vật, là một phần của việc thực hành giáo pháp. Giữ gìn giới luật, trưởng dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Đây là một trong những pháp hành quan trọng của người Phật tử trong cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật tử là người đã theo đạo từ bi, thì không có lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình, từ ý nghĩ, lời nói cho đến cách ăn uống. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, theo Phật giáo Nguyên Thủy, việc ăn chay không có mặt trong thời Phật Thích Ca tại thế. Do đó, Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương ăn cách nào cũng được, tùy duyên trong ăn uống, sao cho có đủ sức khỏe để hành trì giáo pháp. Phật giáo Nguyên Thủy không đặt thành vấn đề ăn chay, ăn mặn, vì sự giải thoát không phải là do nơi ăn, mà là do nơi thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý. Hơn nữa, chính Đức Phật sau khi nghe lời thỉnh cầu của Đề Bà Đạt Ba xin ban hành giới cấm không cho hàng tỳ kheo ăn thịt cá, Ngài đã không chấp nhận. Bằng chứng là trong kinh Jivaka, Ngài có dạy: Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng, tam tịnh nhục, là không thấy, không nghe và không nghi. Nghi mình, nghi vì mình mà giết. Như vậy, chư tăng thời Phật còn tại thế, sống nhờ Phật thực, ba tánh dân cúng, trong lúc đi khất thực, hoàn toàn không phân biệt chay mặn, ngoại trừ những vật thực nằm ngoài tam tịnh nhục. Khi Phật giáo Đại Thừa hình thành, hầu như trong tất cả kinh điển Đại Thừa, không có kinh nào đề cập đến việc Phật cho phép ăn thịt. Không những thế, các kinh này còn nói rõ việc ngăn cấm ăn thịt. Trong khi Lăng Già, Lankavatara, chương 8, về sự ăn thịt, Phật dạy: Này Mahamati, thức ăn của người trí không bao gồm thịt và rau.
Do đó, thịt của một con chó, một con bò hay thịt người hoặc là thịt của bất kỳ chúng sinh nào khác, vì Bồ Tát cũng không nên ăn thịt. Này Mahamati, vì Bồ Tát an trụ trong đại bi, thương chúng sinh như đứa con độc nhất, do đó phải kiêng ăn thịt. Kế đến, Phật đưa ra 8 lý giải cho giải thích nguyên nhân vì sao người Phật tử không nên ăn thịt. Trong đó, lý do sau cùng Phật đã thừa nhận: phương tiện nói giáo pháp cho ăn tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục, nhưng nay ở kinh thành xóa bỏ tất cả các phương tiện, bất cứ lúc nào, chủng loại nào, phàm thuộc loại thì chúng sinh thất thảy đều đoạn đứt. Có thể nói kinh Lăng Già là mốc của thời điểm hủy bỏ mọi phương tiện ăn tịnh nhục đã được Phật quy định trước đó.